đây nè nội. Đây là chú ba, đây là mình, đây là mẹ, đây là bà Út, đây là nội, đây là chú Tý. Hôm mai mình giới thiệu cho mấy bạn nha. Bây giờ mình mệt quá. Bye bye, hẹn gặp các bạn lần sau. À quên, để nhớ lại đăng ký cho mình Facebook để có thể nhắn tin và subscribe cho kênh của mình nhé. Để bấm dưới nút cho chị Thông Nguyễn với lại mình. Chị Thông Nguyễn.